Cựu sĩ quan Mỹ nhận định khó xảy ra khả năng Nga đánh bại được Ukraine về quân sự. Tuy nhiên, Ukraine cũng khó có thể dùng quân sự để đánh bật hàng trăm ngàn binh sĩ Nga. Cùng lúc, Moscow lập tức dàn thế trận bao vây hai mặt trận. Hé lộ kịch bản chi tiết giúp Ukraine đột kích sâu hơn vào vùng Kursk của Nga. 5.000 binh sĩ Nga sẵn sàng quyết chiến Ukraine tiếp tục sập bẫy ở Uleda Thế cục xung đột sẽ có những chuyển biến gì tiếp theo? Trong lúc mặt trận Đông Âu đang giằng co dữ dội, Trung Đông cũng tiếp tục bùng nổ với những đợt không kích mới của Israel vào Liban. Ba thủ lĩnh nhóm vũ trang Palestine thiệt mạng. Đây cũng là thời điểm Tel Aviv để lộ tham vọng thay đổi cán cân quyền lực Trung Đông, tiếp tục đẩy xung đột lên đỉnh điểm. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Ngay bây giờ là phần tin chi tiết. Cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley đã đánh giá rằng cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng Kiev vượt biên giới vào vùng Kursk của Nga có lẽ là canh bạc táo bạo nhất sau hơn 2 năm xung đột Nga-Ukraine. Ông gọi đó là đòn tâm lý lớn được tung ra nhắm vào suy nghĩ của người Nga khi lãnh thổ nước này bị quân đội nước ngoài tấn công lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, ông Milley chỉ ra rằng khu vực mà Ukraine kiểm soát ở vùng Kursk chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ nước Nga và rủi ro là rất lớn khi Nga có thể tập trung lực lượng, cô lập và áp đảo lực lượng nước này. Ông Milley nhận định ở thời điểm hiện tại khó xảy ra khả năng Nga đánh bại được Ukraine về quân sự. Tuy nhiên, Ukraine cũng khó có thể dùng quân sự để đánh bật hàng trăm nghìn binh sĩ Nga. Tổng thống Zelensky tiến hành chiến dịch Kursk trong bối cảnh mặt trận miền đông Ukraine đang chịu sức ép to lớn từ lực lượng Nga. Theo tướng Milley, nước cờ rủi ro được Kiev tung ra với hy vọng có vị thế tốt hơn trước khả năng đàm phán vào năm tới. Tuy nhiên, một ẩn số lớn với tương lai cuộc xung đột là khả năng Mỹ sẽ tiếp tục duy trì viện trợ mạnh mẽ cho Ukraine. Nguồn ngân sách để cung cấp vũ khí sẽ cạn vào cuối tháng này. Theo ông Milley, nếu bằng cách nào đó nguồn viện trợ bị cắt đứt, châu Âu hoặc Mỹ không ủng hộ Ukraine nữa, thì tôi nghĩ rằng sẽ rất khó để Ukraine duy trì cuộc xung đột của mình. Trên tiền tuyến, tại các hướng Kurakhov và Chasovya, lực lượng vũ trang Ukraine AFU cũng đang dần bị bao vây. Những điểm nóng xung đột trong tuần qua bao gồm Yuzhno Donetskoy, Tokrovsk, và Bakhmut. AFU hầu như không có đường thoát. Sự sụp đổ của những thành trì quan trọng hứa hẹn sẽ san phẳng mặt trận và trong tương lai gần sẽ bao phủ Kurakhov từ phía Nam. Quân đội Nga đã chọn phương án kẹp chặt thành phố một cách có hệ thống trước cuộc tấn công vào Kurakhov từ phía Đông. Phần phía Nam sẽ được đảm bảo bằng việc kiểm soát hoàn toàn Ukleda và gọng kim phía Bắc sẽ hình thành khi binh sĩ Nga cắm cờ ở Tersukurino kịch bản này sẽ khiến cả Kurakov và Selidov bị bao vây. Việc công phá Chasovya cũng chỉ còn là vấn đề thời gian khi quân đội Nga tiếp tục chiến thuật gọng kìm khi tấn công từ ngoại ô phía Bắc hướng tới Kalinovka và Grigorovka. Gọng kìm còn lại sẽ được hình thành khi Toretsk sụp đổ. Theo Defense Express, vừa qua, máy bay không người lái tầm xa có thể đã tấn công căn cứ không quân Milerovo của Nga, nằm cách tiền tuyến khoảng 200 km. Đặc biệt, một đám cháy đã được phát hiện bởi hệ thống giám sát của NASA gần sân bay, nghi do cuộc tấn công gây ra. Liên quan đến vụ tấn công được cho là vào căn cứ không quân Milerovo, kênh Telegram Astra thân Nga đưa tin, hơn 20 máy bay không người lái đã tấn công căn cứ này nhưng tất cả đều bị bắn hạ. Không có thông tin về thiệt hại và thương vong. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 18 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên vùng Rostov. 13 trong số chúng đã bị phá hủy ở quận Milerovsky thống đốc vùng Rostov. Ông Vasily Golubev báo cáo một vụ cháy rừng lớn đã bùng phát ở quận Milutinsky thuộc vùng Rostov sau khi một máy bay không người lái bị rơi. Đám cháy đã lan rộng đến ít nhất 20 hecta. Mil.in.ua nhận định căn cứ Milerovo là nơi đóng quân của Trung đoàn Hàng không tiêm kích cận vệ số 31 của Nga. Đơn vị được trang bị nhiều chiến đấu cơ Su-30SM. Cuối tháng 8, Ukraine cho biết Nước này đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa UAV tầm xa mới nhằm vào các căn cứ không quân nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thời điểm đó chia sẻ trên X, trước đây là Twitter, đoạn video trong đó nêu chi tiết về tên lửa UAV có tên Palianitsia. Đoạn video dường như cho thấy Palianitsia được sử dụng để tấn công các mục tiêu tầm xa như căn cứ không quân của Nga. Cả hai căn cứ đều cách biên giới Ukraine khoảng 650 km. Mặc dù các thông số kỹ thuật không được tiết lộ, nhưng đoạn video cho biết hơn 20 căn cứ không quân của Nga nằm trong phạm vi tấn công của Palianisia. Loại vũ khí vừa là tên lửa, vừa là UAV này sử dụng động cơ phản lực và được phóng từ mặt đất. Theo Volodymyr Zelensky, Palianisia được Ukraine thiết kế để phá hủy tiềm năng tấn công của đối phương. Vào ngày 6 tháng 8 năm 2024, một lực lượng cơ giới mạnh của Ukraine chọc thủng phòng tuyến Nga nằm ở biên giới hai nước. Quân đội Ukraine khi ấy nhanh chóng vượt qua chiến hào Nga và kiểm soát một phần lãnh thổ Nga tại tỉnh Kursk của nước này, gây ngỡ ngàng cho dư luận thế giới. Động cơ Ukraine tiến hành cuộc đột kích trên khá phức tạp. Kiev muốn thay đổi tiến trình xung đột Nga-Ukraine, ép Moscow chuyển bớt lực lượng tinh nhuệ khỏi miền Đông và miền Nam Ukraine. Ngoài ra, Kiev cũng tính rằng khu vực họ kiểm soát được bên trong tỉnh Kursk, có thể dùng làm lá bài mặc cả trong các cuộc thương lượng với Kremlin trong tương lai. Sau gần 2 tháng, đã có thêm nhiều thông tin giải mã những bí ẩn trong cuộc đột kích này. Ban đầu, người ta cho rằng lực lượng phòng thủ của Nga tại đây khá mỏng nên Ukraine mới dễ dàng đột kích như vậy. Nhưng theo các hé lộ mới, còn có yếu tố quan trọng hơn, đó là Nga thiếu thông tin tình báo và thiếu sự phối hợp nhuẩn nhuyễn tại mặt trận này. Tấm bản đồ mà binh sĩ Ukraine thu được của một binh sĩ Nga đã giải thích câu chuyện thành công của Ukraine. Theo bản đồ này, vào ngày ngay trước khi những binh sĩ Ukraine đầu tiên chọc thủng phòng tuyến Nga tại tỉnh biên giới Kursk, lực lượng Nga đồn trú tại đây có tới 18 bệ phóng phản lực và 71 súng cối. Chris Foster, chắc thủ UAV Ukraine, được nhìn thấy tấm bản đồ trên nhận xét. Số lượng pháo và súng cối như vậy là đồ sộ, ưu thế hỏa lực rõ ràng thuộc về phía Nga. Chris Foster giải thích thêm, với số lượng pháo như vậy, nếu điều phối tốt thì Nga sẽ đẹp bẹp được mọi cuộc đột phá của đối phương ở Kursk. Thế nhưng, hệ thống pháo của Nga tại Kursk khi ấy đã không được triển khai hợp lý, phần nhiều là do phía Nga thiếu thông tin tình báo và do Nga mặc định rằng phía Ukraine sẽ không dám vượt biên giới để đánh vào Kursk. Ông Andrei Gurulev, viên tướng Nga nghỉ hưu, hiện là nghị sĩ tại Hạ viện Nga, viết trên mạng xã hội rằng, đáng tiếc lực lượng bảo vệ biên giới không có thông tin tình báo của riêng mình. Do vậy, hệ thống pháo và súng cối của Nga không chĩa vào những tuyến mà đối phương có khả năng cao nhất sử dụng để tiến công vào lãnh thổ Nga. Quân Ukraine di chuyển nhanh, trong khi pháo binh Nga tại Kursk lại phản ứng chậm chạp trong thế bị động. Trong khi đó, Ukraine gây nhiễu liên lạc vô tuyến của Nga, phóng số lượng lớn UAV lên bầu trời Kursk, đồng thời sử dụng hệ thống tên lửa cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất để dội hỏa lực xuống vị trí lực lượng Nga. Tại Kursk, lực lượng Ukraine đã giành được lợi thế cơ động, ít nhất là trong giai đoạn đầu. Cách đây khoảng một tháng, Tổng thống Nga Putin đặt ra mốc mùng 1 tháng 10 để quân đội Nga đánh bật toàn bộ lực lượng Ukraine khỏi tỉnh Kursk. Tuy nhiên, cho đến nay, mục tiêu này dường như khó đạt được đúng hạn đề ra. Ukraine vẫn quyết tâm giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất, khôi phục lại biên giới năm 1991. Điều đó sẽ đòi hỏi phải giành lại không chỉ các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát ở Donetsk, Kherson, Lugansk và Zaporizhia mà còn cả bán đảo Crimea. Dù vậy, mục tiêu đó được cho là nằm ngoài tâm với về mặt quân sự. Trên thực tế, xung đột ở Ukraine đã trở thành cuộc xung đột tiêu hao khi cả hai bên đều hy vọng họ có thể tồn tại lâu hơn bên còn lại hoặc ít nhất có thể chống trả bên kia đủ lâu để tránh phải ký một thỏa thuận hòa bình bất lợi. Mới đây, kênh Military Summary đưa tin lực lượng Kiev tiếp tục nỗ lực kiểm soát lãnh thổ tại Kursk. Một số xe bọc thép của quân đội Ukraine AFU đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công ở phía đông làng Vesiole. Ở Toresk, quân đội Nga RFAF đang đạt được nhiều tiến triển chiến thuật hơn nữa dọc theo trung tâm. Hoạt động ở phía đông New York cũng tăng trở lại. Còn tại Pokrovsk, giao tranh cũng vẫn rất sôi động. Ở Ukleda, lực lượng Moscow đã kiểm soát hỏa lực trên mọi tuyến đường ra vào thành phố. Trận chiến giành pháo đài này đang đi đến hồi kết khi RFAF đã tập trung 5.000 binh sĩ ở khu vực này đông vượt trội so với tàn quân của lữ đoàn 72 AFU sẵn sàng cho đòn chốt hạ. Tuy nhiên trên thực tế, dường như một con đường đất đã được RFAF mở ra một cách có chủ đích. Có ý kiến cho rằng Nga cố tình mở một tử lộ cho viện binh Ukraine tràn vào cứu nguy, nhưng đồng thời cũng là để lữ đoàn 72 thấy khe cửa hẹp, vội vàng thoát ra và rơi vào cái bẫy mà các loại hỏa lực đã chờ sẵn. Ukleda là thị trấn giàu tài nguyên khoáng sản ở Donetsk, đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát vùng Donbass, gồm các tỉnh Lugansk và Donetsk. Thị trấn nằm trên vùng đất cao trong khu vực, vì thế bất kỳ bên nào kiểm soát được Úc Lê Đa, có thể giành được quyền kiểm soát các tuyến đường tiếp tế quan trọng. Sẽ đến vị trí thuận lợi nêu trên, thị trấn này sẽ là bệ phóng giúp Nga tiến hành các cuộc tấn công nhằm chiếm được phần còn lại của vùng Donbass. Các nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington cho rằng Nga đã đạt được những thành công về mặt chiến thuật ở khu vực này theo ISV, Nga có kế hoạch kiểm soát thị trấn để buộc các đơn vị Ukraine phải căng mình chiến đấu, đồng thời ngăn chặn Kiev bổ sung lực lượng để tăng cường phòng thủ cho Pokrovsk. Theo chuyên gia quân sự Yuri Podolyaka, tình hình hoạt động theo hướng Ukraine đang diễn biến theo chiều hướng tiêu cực đối với lực lượng vũ trang Ukraine, trong khi các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga vẫn tiếp tục diễn ra. Hơn nữa, kịch bản lực lượng Ukraine thất bại trên toàn bộ mặt trận ở phía nam Donbass ngày càng lộ rõ nhưng Kiev không có cơ hội ngăn chặn đà tiến công của quân đội Nga. Theo ông Podolyaka, giới chức Ukraine bắt đầu tìm kiếm những người chịu trách nhiệm cho sự thất bại trong việc phòng thủ thành trì kiên cố Ukraine. Trong khi đó, quân đội Nga đã thắt chặt vòng vây, nhưng chưa hoàn toàn. Ông Podolyaka chỉ rõ, bởi vì thực tế, Nga có thể dễ dàng loại bỏ các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine ở Ukraine trong quá trình rút lui. Với chiến lược này, Nga sẽ gây ra tổn thất nặng nề cho Ukraine nhưng lực lượng và khí tài của Nga vẫn sẽ nguyên vẹn. Suốt nhiều tháng qua, lực lượng Nga đã liên tục tiến quân qua Donbass, giành quyền kiểm soát nhiều địa điểm, trong khi quân đội Ukraine đang vật lộn để ngăn chặn làn sóng tấn công như vũ bão. Quân đội Nga hiện tiếp tục tiến gần hơn đến trung tâm hậu cần trọng yếu Pokrovsk ở Donetsk. Máy bay không người lái UAV đã thường xuyên xuất hiện trong các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine. Kể từ khi xung đột nổ ra, hồi đầu năm 2022. Hàng trăm UAV lướt qua bầu trời phía trên tiền tuyến mỗi ngày, thực hiện các nhiệm vụ từ trinh sát đến tấn công nhằm vào các khí tài quân sự và vị trí của đối phương, giúp làm tăng hiệu quả tác chiến và giảm thương vong về người. Hiện nay, các cuộc tấn công sử dụng UAV của Ukraine trên đất liền, trên không và trên mặt nước tiếp tục gia tăng. Vừa qua, Thống đốc thành phố Orion của Nga, ông andrey Klitschkov cho biết, một máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ tại khu vực này, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng quân đội nước này đã bắn hạ 7 máy bay không người lái trên các vùng Bengorod, Kursk và Bidansk, giáp biên giới Ukraine, mặc dù không có báo cáo nào về thiệt hại. Theo một đoạn video được một hãng tin Ukraine đăng tải, quân đội Kiev đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công các lực lượng Nga đang di chuyển bằng mô tô nước dọc theo sông Dnieper. Về phía mình, Nga cũng tiếp tục các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Theo thông báo từ cơ quan quản lý quân sự Kiev, chính quyền thành phố cho biết mảnh vỡ từ một máy bay không người lái bị bắn hạ đã làm hỏng đường ống dẫn khí đốt trong một tòa nhà dân cư vào tuần trước. Hơn 15 máy bay không người lái đã được phát hiện gần thủ đô Kiev. 10 trong số đó đã bị các hệ thống phòng không của Ukraine bắn hạ. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng Moscow có thể cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả một vụ phóng tên lửa hoặc máy bay không người lái qua biên giới quốc gia. Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Nga chỉ trích Kiev đã phóng UAV vào khu vực biên giới giữa hai nước vào tuần trước. Trong suốt cuộc xung đột, quân đội Kiev tiết lộ đang liên tục sản xuất, cải tiến và nâng cấp thêm nhiều loại UAV mới. Hồi cuối tháng 7, một quan chức quốc phòng Kiev cho biết, Ukraine có thể sản xuất hơn 3 triệu máy bay không người lái mỗi năm với sự hỗ trợ từ các đồng minh. Tháng 2 vừa qua, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev sẽ thành lập lực lượng hệ thống không người lái, chuyên sử dụng các UAV khi tấn công. Sau khi nhận thấy máy bay không người lái, hệ thống không người lái đã chứng minh được hiệu quả của chúng trong các trận chiến trên bộ, trên không và trên biển. Một trong số những UAV thường xuyên được sử dụng là máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, FPV, First Person View. Thay vì chỉ có thể điều khiển và quan sát qua một màn hình thông thường, FPV đem lại cho người điều khiển cảm giác chân thực như một phi công đang ngồi trong buồng lái máy bay. Loại máy bay này thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công, có khả năng điều chỉnh hỏa lực pháo binh, tấn công thiết bị quân sự, đồng thời có thể truy đuổi các mục tiêu đang di chuyển. Giống như Ukraine, Nga cũng chú trọng vào việc sản xuất UAV. Vào tháng 12 năm 2023, ông Samuel Bendet, một chuyên gia nghiên cứu máy bay không người lái tiết lộ, Nga đang tăng tốc trong việc phát triển máy bay không người lái FPV và có khả năng sẽ chuyển giao hàng chục nghìn FPV mỗi tháng cho các đơn vị đang tham chiến. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vào giữa tháng 9 rằng Nga đang có kế hoạch nâng tổng sản lượng UAV do nước này sản xuất lên gần gấp 10 lần vào năm 2024. Khoảng 140.000 UAV đã được cung cấp cho quân đội Nga trong năm 2023. Quân đội Ukraine tuyên bố lực lượng biên phòng đã ngăn chặn và phá hủy các xe bọc thép của Nga tiến công gần làng Pishchane thuộc vùng Kharkov, đông bắc đất nước. Theo lũ đoàn Polsta thuộc Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine, cuộc truy đuổi các xe bọc thép của Nga do đại đội máy bay không người lái UAV tấn công thực hiện. Nhiều loại UAV khác nhau đã được điều động. Trong đoạn video do nhà chức trách Ukraine đăng tải, các UAV hạng nặng của họ đang quần liệng phía trên những phương tiện bọc thép bị hư hại của đối phương và thả bom công phá. Trang tin quân sự Militani cho hay, chiến thuật này đã giúp quân Kiev phá hủy ít nhất 3 xe chiến đấu bộ binh và một xe tăng T-72B3M có trang bị hệ thống ra mìn bánh xích KMT-6 của Moscow. Các nhà phân tích thuộc dự án Deep State, kênh thông tin quân sự có quan hệ chặt chẽ với quân đội Ukraine lưu ý. Binh lính Nga từ làng pischane đang cố gắng di chuyển về phía đường Borova, Kupiansk, tuyến hậu cần chính trong khu vực. Các lực lượng Kiev đang nỗ lực ngăn chặn đà tiến của đối phương ở hướng này. Cách đây vài tháng, theo tờ Business Insider, trong đoạn video do một tiểu đoàn thuộc lữ đoàn tấn công Video của Ukraine công bố UAV Ukraine cũng đã nhắm mục tiêu tấn công vào các phương tiện quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt của Nga. Trong video, UAV Ukraine đã tiếp cận một xe chiến đấu bọc thép của Nga với phần trên được gia cố bảo vệ bằng chiếc lồng. UAV đã bay lùi lại trước khi lao vào tấn công phương tiện của Nga. Đoạn video còn cho thấy ba phương tiện đang bốc cháy trên chiến trường. Quân đội Nga và Ukraine đều sử dụng lồng bảo vệ là những khung hoặc màn chắn tạm thời nhằm hạn chế tác động từ đòn tấn công bằng tên lửa của đối phương. Song theo các chuyên gia, những phiên bản lồng bảo vệ đầu tiên phần lớn không có tác dụng khi chúng đối mặt với tên lửa chống tăng Javelin và NLAVK. Phía quân đội Nga cách đây ít ngày cũng tuyên bố đã phá hủy hai xe chiến đấu bộ binh và hai xe bọc thép chở quân của Ukraine ở tỉnh Kursk bằng máy bay không người lái. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video cho thấy hình ảnh máy bay không người lái FPV của nước này phá hủy một số xe chiến đấu của Ukraine ở tỉnh biên giới Kursk thuộc Liên bang Nga. South Front đưa tin, ngày 29 tháng 9 theo giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Markevka nằm ở ngoại ô phía tây của Cộng hòa Nhân dân Lugansk LPR tự xưng. Làng Markevka cách thành phố Kupiansk khoảng 60 km về phía đông nam là một mặt trận quan trọng trong cuộc xung đột ở Ukraine các cuộc giao tranh đã diễn ra ở khu vực Makhevka kể từ mùa thu năm 2022 sau khi lực lượng Nga ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine theo hướng Krasny Liman, Kupiansk. Nhờ một loạt các cuộc tiến công thành công, quân đội Nga đang nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát các khu vực lãnh thổ. Cuộc tấn công mới của lực lượng Nga vào Makhevka và các khu định cư gần đó đã bắt đầu từ vài tuần trước vào đầu tháng 9 năm 2024. Nhờ các hoạt động thành công, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát làng Nevskoe vào ngày 21 tháng 9. Nevskoe nằm ở phía nam Makepka. Cùng lúc đó, quân đội Nga tiến lên trên một mặt trận rộng và giành quyền kiểm soát các khu vực rộng lớn hơn 17 km vuông ở bờ đông sông Zerebes giữa Nevskoe và Makepka. Kết quả là cuộc tấn công của Nga vào Makepka đã được tăng cường ở sườn phía nam. Một tuần trước, các đơn vị Nga đã mở rộng đáng kể vùng kiểm soát của họ trong làng và đẩy lùi lực lượng vũ trang Ukraine khỏi các cao điểm chiếm ưu thế gần đó. Các báo cáo đầu tiên từ mặt trận tuyên bố, Nga đã kiểm soát vùng ngoại ô phía tây cuối cùng của Makepka vào ngày 25 tháng 9. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại khu vực này và những khu vực khác mà nhóm tác chiến phía tây đang hoạt động, quân đội Ukraine đã mất tới 450 binh sĩ trong 24 giờ. Lực lượng Nga cũng đã phá hủy nhiều thiết bị quân sự tại chiến trường này, bao gồm một pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất một lựu pháo M198 do Mỹ sản xuất và một lựu pháo FH-70 do Anh sản xuất. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tổng số thương vong của Ukraine do 5 nhóm tác chiến chiến thuật của Nga gây ra trong 24 giờ đã lên tới hơn 1.500 người trên toàn bộ chiến tuyến. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng không quân, máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh của Moscow đã phá hủy hai cơ sở hạ tầng dầu mỏ và một trung tâm tình báo kỹ thuật vô tuyến cùng nhiều mục tiêu khác của Ukraine. Sau khi quân đội Nga hoàn tất các hoạt động dọn dẹp ở cả Nevskoe và Makhevka, họ tiếp tục tiến quân và mở rộng một chút vùng kiểm soát xung quanh các ngôi làng. Quân đội Nga đang tiến quân trên một mặt trận rộng, phá hủy các đầu cầu cuối cùng của Ukraine trên bờ đông sông Zerebes ở LPR. Việc phòng thủ của Ukraine trong khu vực này trở nên phức tạp do địa hình và nhu cầu phải chuyển quân qua sông dưới hỏa lực của Nga Ngoài ra, trong nhiều tháng qua, lực lượng Nga đã liên tục tiến quân khắp vùng Donbass, kiểm soát hàng loạt khu vực. Trong khi Ukraine đang phải vật lộn để ngăn chặn đợt tấn công, quân đội Nga tiếp tục tiến gần hơn đến thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Kiev. Tại mặt trận Donetsk, ở phía đông Ukraine, một nhóm nhỏ gồm 6 binh sĩ Ukraine giàu kinh nghiệm đã chống chọi với các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Nga vào vị trí của họ trong nhiều tháng qua, tất cả đều dưới 40 tuổi và có hai năm kinh nghiệm chiến đấu. Sáu binh sĩ này đã giữ vững vị trí của mình, bật chấp một loạt vụ tấn công bằng tên lửa của Nga chỉ huy của họ ở khu vực Donetsk cho biết, các binh sĩ của chúng tôi luôn phiên ra ngoài chiến hào để thăm dò. Họ không có thời gian ngủ hoặc nghỉ ngơi. Họ đã làm rất tốt nhiệm vụ và giữ vững được phòng tuyến. Nhưng các binh sĩ được cử đến để thay thế họ kém thành công hơn. Trong số 8 người được cử đến, chỉ có hai người có kinh nghiệm chiến đấu sáu tân binh còn lại đều trên 40 tuổi. Hầu hết binh sĩ mới đều tử trận hoặc bị thương trong vòng một tuần, buộc đơn vị phải rút lui. Bị áp đảo về quân số và vũ khí kể từ khi xung đột nổ ra, quân đội Ukraine đã kiên quyết bảo vệ các vùng lãnh thổ của họ trước chiến dịch ném bom, tấn công trên bộ và các chiến thuật hiểm hóc của Nga. Ukraine cho biết họ đã gây ra tổn thất lớn cho quân đội Nga trong năm nay và chứng minh rằng họ vẫn có khả năng nắm bắt thế chủ động khi xâm nhập tỉnh Kursk của Nga. Bất chấp bước tiến này, quân đội Ukraine và các chỉ huy của họ đang ngày càng lo ngại vấn đề về nhân lực, đặc biệt là chất lượng tân binh cũng như tỷ lệ binh sĩ bị thương hoặc tử trận trong chiến đấu. Theo các chỉ huy tiền tuyến của Kiev, bộ binh Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các đơn vị bộ binh đang rơi vào tình trạng kiệt sức và sa sút tinh thần. Một số đơn vị phải từ bỏ vị trí và để Nga kiểm soát thêm đất. Một phó chỉ huy trong lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine đang chiến đấu gần thành phố Vuleda ở phía đông cho biết, khi những người mới đến vị trí, rất nhiều người trong số họ bỏ chạy khi nghe tiếng nổ đầu tiên của quả đạn pháo. Tình trạng trên đã đặt ra thách thức đáng kể cho Ukraine khi vừa chiến đấu trên mặt trận mới ở Kursk, lại vừa cố gắng đẩy lùi lực lượng Nga ở Donbass. Các quan chức cấp cao của Ukraine cho biết, một chiến dịch huy động gần đây đã cho phép nước này tuyển dụng khoảng 30.000 binh sĩ mỗi tháng kể từ tháng 5 năm 2024 khi luật nghĩa vụ quân sự mới có hiệu lực. Nhưng các chỉ huy trên thực địa và nhiều nhà phân tích quân sự đã cảnh báo rằng những binh sĩ mới được tuyển dụng chưa được chuẩn bị về mặt tâm lý, thể chất và đang chịu thương vong với tốc độ đáng báo động. Các chỉ huy Ukraine đổ một phần lỗi cho những người tuyển dụng. Mikhailo Temper, chỉ huy của tiểu đoàn 21 của Ukraine cho biết sẽ hợp lý hơn nếu họ chú ý đến đặc điểm và lý lịch của từng người để xem họ phù hợp với bộ phận nào nhất thay vì đưa tất cả những người mới vào lực lượng bộ binh không phải ai cũng phù hợp ra mặt trận. Các chỉ huy Ukraine đều cho rằng hầu hết các tân binh đều chưa trải qua quá trình đào tạo đầy đủ, một phần do bản thân những người huấn luyện không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế, nên họ không thể chỉ dạy cách chiến đấu cần thiết cũng như cách sống sót trong giao tranh. Ngoài ra, các tân binh hiếm có cơ hội thực hành bắn đạn thật hoặc chưa thành thạo cách cầm súng do thiếu súng đạn. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Sisky thông báo ông đã yêu cầu cải thiện chất lượng đào tạo cho tân binh bằng cách lựa chọn những người hướng dẫn có quyết tâm và kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời nêu khả năng thành lập một trường đào tạo. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Sputnik đưa tin, Stefan Kotre, nghị sĩ Đức thuộc Đảng Sự Lựa Chọn Thay Thế cho nước Đức, AFD nói rằng, AFD nếu tham gia chính phủ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga và chấm dứt các hành động gây hấn nhằm vào Moscow vì việc này phù hợp với lợi ích của Berlin chứ không phải xuất phát từ tình hữu nghị nào đó với Điện Kremlin. Phát biểu bên lề tuần lễ năng lượng Nga mới đây, ông Kotre dự đoán rằng sau kết quả cuộc bầu cử liên bang năm 2025, AFD có thể tham gia chính phủ cùng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo nếu liên minh này không hạn chế một cách phi dân chủ đối với AFD. Ông Kotre nói, chúng tôi sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, chúng tôi sẽ chấm dứt các hành động gây hấn chống Nga chúng tôi sẽ ủng hộ bình thường hóa quan hệ. Ngoài ra, điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đó là chúng tôi sẽ nhập khẩu năng lượng của nga. Chúng tôi không phải là bạn của tổng thống nga Vladimir Putin mà làm tất cả những điều đó chúng tôi chỉ đại diện cho lợi ích của nước đức. Ông nhấn mạnh rằng với việc đại diện cho lợi ích của nước đức một lần nữa có thể thiết lập sự hợp tác chặt chẽ hơn với nga. Trong một diễn biến liên quan, trước đó ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết Budapest tin chính sách trừng phạt Nga của Liên minh châu Âu, EU đã thất bại hoàn toàn. Trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Sergio nhấn mạnh các biện pháp hạn chế và cấm vận của EU đối với Moscow đã không giúp đạt mục tiêu mong muốn là tiến gần hơn tới việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine mà còn gây ra nhiều thiệt hại hơn cho nền kinh tế của các nước châu Âu so với Nga. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Ngoại trưởng Hungary nói rõ ràng là chúng ta đã phải chịu đựng tình trạng lạm phát tăng vọt và giá năng lượng leo thang nhanh chóng cả hai đều là hậu quả của cơ chế trừng phạt. ông Sajidat cũng cáo buộc các cường quốc và công ty lớn của phương Tây đang lách luật trừng phạt chống Nga. nhà ngoại giao hàng đầu của Budapest kết luận: vì vậy chính sách áp trừng phạt là đạo đức giả, vô nghĩa và đã thất bại. đây là ý kiến ngắn gọn của tôi về việc này. kể từ khi xung đột nga ukraine bùng phát, các nước phương Tây đã áp đặt một loạt lệnh trừng phạt kinh tế nặng nề nhằm vào Nga. các biện pháp trừng phạt này được thiết kế để gây áp lực lên chính quyền Nga buộc nước này phải ngừng hành động quân sự. Tuy nhiên, những lệnh trừng phạt này đã có ảnh hưởng tiêu cực đến các công ty của họ. Chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris đã huy động được 55 triệu đô la Mỹ trong hai sự kiện gây quỹ vào cuối tuần qua. Theo đó, phát biểu với báo giới mới đây, một quan chức giấu tên trong chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết bà đã vận động được 27 triệu đô la Mỹ tại sự kiện gây quỹ ở Cung điện Mỹ Thuật ở San Francisco. Tại sự kiện này, cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã có bài phát biểu kêu gọi cử tri ủng hộ Phó tổng thống Harris trong cuộc bầu cử sắp tới. Sự kiện cũng có sự tham gia của nữ ca sĩ Day Sau đó bà Harris đã gây quỹ thêm được 28 triệu đô la Mỹ tại sự kiện ở trung tâm thành phố Los Angeles. Tham gia biểu diễn tại sự kiện có các ca sĩ Alanis Morissette và Hal Bailey. Cũng có mặt tại sự kiện này là các nghệ sĩ nổi tiếng gồm Keegan-Mackoky, Sterling K. Brown Demi Lovato, Jessica Alba, Lily Tomlin và Stevie Wonder. Tại các sự kiện, Phó Tổng thống Harris đã tập trung nêu bật các chính sách kinh tế của mình. Chiến dịch tranh cử Tổng thống của bà Harris và Đảng Dân Chủ đã huy động được 361 triệu đô la Mỹ vào tháng 8, mang lại cho bà lợi thế tiền mặt rõ ràng so với đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Cùng tháng này, ông Trump huy động được 130 triệu đô la Mỹ. Với khoản ngân sách nhỉnh hơn đối thủ, Bà Harris có thể thực hiện thêm các chương trình vận động mạnh mẽ hơn, đặc biệt ở các bang chiến địa. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh không phải là ứng cử viên nào có nhiều ngân sách tranh cử hơn sẽ chắc chắn giành chiến thắng. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã huy động được 27 triệu đô la Mỹ trong buổi gây quỹ ở New York. Đây là số tiền lớn nhất mà bà Harris vận động được tại một sự kiện gây quỹ kể từ khi đại diện Đảng Dân chủ tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống. Cuộc bầu cử năm nay đang ở vào giai đoạn quyết liệt khi chỉ còn khoảng một thời gian ngắn nữa là đến ngày bỏ phiếu và bà Harris được cho là đang có được lợi thế kể từ khi trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng Dân Chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ. Các cuộc thăm dò mới nhất được hãng tin NBC và CBS thực hiện cho thấy bà Harris đang có dấu hiệu bứt phá so với ông Donald Trump khi dẫn trước cựu Tổng thống Mỹ trong các cuộc thăm dò dư luận này. Trước thềm cuộc tranh luận duy nhất giữa thống đốc Tim Walz, Đảng Dân Chủ, bang Minnesota và Thượng nghị sĩ J.D. Đảng Cộng hòa bang Ohio vào ngày 1 tháng 10, dư luận Mỹ có dấu hiệu quan tâm hơn đến cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên phó Tổng thống Mỹ so với các kỳ bầu cử gần đây. Nhiều trang báo và tạp chí Mỹ như New York Times, Washington Post, Fox News và Politico đồng loạt đăng các bài phân tích về tương quan vị thế của hai ứng cử viên cũng như về tác động của cuộc tranh luận đối với cục diện cuộc đua vào Nhà Trắng. Các cuộc thăm dò dư luận tổ chức ngay trước phiên tranh luận của AP NORC, New York Times, Đại học Siena cho thấy thống đốc Wands được lòng cử tri hơn so với thượng nghị sĩ Vance với tỷ lệ tín nhiệm lần lượt là 40% và 25%. Đáng chú ý, ông Wands có uy tín cao hơn ông Vance đối với cả cử tri nữ giới và nam giới. Đây là tín hiệu tích cực đối với phe dân chủ vì trong số hai ứng cử viên tổng thống, ông Donald Trump được xem là có lợi thế hơn trong việc huy động lá phiếu từ cử tri nam giới nói chung. Các bài viết cho rằng thống đốc Wands sẽ tìm cách khắc sâu thêm hình ảnh vụng về, kỳ quặc của Thượng nghị sĩ Vance trong con mắt của cử tri trẻ tuổi, đồng thời tập trung khai thác những phát ngôn bài Trump của ông Vance trong quá khứ để làm nổi bật mâu thuẫn trong nội bộ phe Cộng Hòa. Trong khi đó, ông Vance sẽ xoáy vào lập trường chính sách cực tả của cá nhân ông Vance và liên danh Harris Vance nói chung. Cả ông Vance lẫn ông Vance sẽ cùng nỗ lực bù đắp những khiếm khuyết của ứng viên liên danh của mình. Ông Vance sẽ đề cập đến những bước đi chính sách thực chất trong khi ông Vance sẽ cung cấp những lập luận có logic. Ông Vance được đánh giá là có cửa thắng cao hơn ông Vance trong cuộc tranh luận sắp tới do sức cuốn hút tự nhiên cũng như kinh nghiệm dày dạn trên chính trường. Tuy nhiên, các bài viết cũng cảnh báo không hề coi thường ông Vance vì ông là con người sắc sảo, thông minh, có những tiến bộ vượt bậc về khả năng hùng biện chỉ trong hai năm qua và có biệt tài lý giải những phát ngôn hoàn toàn vô nghĩa của ông Trump theo cách mà cử tri có thể hiểu được phần nào nhiều bài viết nhận định cách biệt giữa hai phe Harris Wands và Trump Vance đang xích sao đến mức cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống, một sự kiện vốn được coi là món ăn kèm, cũng có thể gây tác động đột biến đối với cục diện cuộc đua vào Nhà Trắng. Ngoài ra, trong bối cảnh cựu tổng thống Trump từ chối tranh luận lần hai với phó tổng thống Harris, cuộc tranh luận ngày mùng 1 tháng 10 nhiều khả năng sẽ là lần tương tác cuối cùng của hai chiến dịch tranh cử trước sự chứng kiến của cử tri cả nước Mỹ. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin được gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Sputnik AFP đưa tin ngày 30 tháng 9, phong trào mặt trận nhân dân giải phóng Palestine PFLP xác nhận ba thủ lĩnh của nhóm thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel và thủ đô Beirut của Liban. Theo Sky News Arabic, các thành viên thiệt mạng trong cuộc không kích được cho gồm người đứng đầu bộ phận an ninh quân sự của PFLP Muhammad Abdel chỉ huy quân sự của PFLP tại Liban, Imad Auda và một chỉ huy khác tên Abdul Rahman Abdel Ana. Một nhân chứng cũng nói với Reuters rằng có một vụ không kích nhắm vào tầng cao của một tòa nhà ở quận Kola. Israel trong khi đó chưa lên tiếng về vụ việc. Israel đã căng thẳng lâu năm với các tổ chức Hồi giáo trong khu vực, đặc biệt các nhóm được hiểu do Iran bảo trợ hoặc ủng hộ người Hồi giáo Palestine vụ việc này xảy ra sau khi không quân israel loại bỏ thủ lĩnh hezbollah hassan nasrallah trong một cuộc không kích có mục tiêu tại beirut hezbollah ủng hộ hamas và bị israel xem như mối đe dọa ở biên giới phía bắc tức biên giới israel liban pflp của palestine cũng là một tổ chức quân sự tham gia chống israel với việc israel đẩy mạnh các cuộc không kích nhắm vào trục kháng chiến các nhóm chống israel khiến pflp cũng dễ rơi vào nhóm đối tượng bị tấn công trong khi đó Lực lượng phòng vệ Israel IDF vừa cho biết máy bay chiến đấu của Tel Aviv đã tấn công hàng chục địa điểm của Hezbollah ở khu vực tương lũng Bekaa của Liban. Theo The Times of Israel dẫn thông báo của IDF, trong số các địa điểm bị tấn công có bệ phóng tên lửa và các tòa nhà nơi Hezbollah cất giữ vũ khí. Song song với đó, IDF cũng tấn công các địa điểm khác ở miền nam Liban được Hezbollah sử dụng cho các hoạt động quân sự chống lại Israel. Phản ứng về các vụ việc ở Liban gần đây, cố vấn truyền thông Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby tuyên bố cơ cấu chỉ huy của Hezbollah gần như đã bị tàn phá trước các đợt không kích của Israel. Ông Kirby chia sẻ với ABC News rằng không còn nghi ngờ gì nữa, Hezbollah ngày nay không còn là Hezbollah của một tuần trước nữa. Dù bị giáng nhiều đòn mạnh từ Israel, song Hezbollah vẫn còn khá nhiều năng lực và có khả năng sẽ phục hồi lại, theo ông Kirby cho biết. Trước tình hình đó, ông Kirby nói rằng chúng ta cần phải chuẩn bị cho một số kịch bản. Nhà lãnh đạo Israel đã nhìn thấy cơ hội mở ra sự tái cấu trúc quyền lực ở Trung Đông và ông có lẽ cho rằng Hezbollah đã bị một vết thương chí mạng. Tuy nhiên, chiến thắng hoàn toàn là điều khó có thể nói trước và những người đạt được điều họ muốn thường sẽ hối hận sau đó. Kể từ ngày 17 tháng 9, Israel đã giáng một đòn chí mạng cho Hezbollah sau những diễn biến dồn dập khác ở Liban. Đầu tiên là vụ nổ máy nhắn tin và máy bộ đàm, sau đó là một cuộc không kích lớn vào phía nam Beirut khiến chỉ huy cấp cao Ibrahim Akin thiệt mạng cùng hàng chục dân thường, rồi sau đó 3 ngày là sự khởi đầu của một chiến dịch ném bom khốc liệt. Tối 27 tháng 9, khi thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah bị sát hại trong một vụ đánh bom san phẳng nhiều tòa nhà, thì ban lãnh đạo cấp cao của Hezbollah gần như bị loại bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, lịch sử gần đây chỉ mang lại những bài học cay đắng cho các nhà lãnh đạo Israel và những người ấp ủ tham vọng lớn lao về những thay đổi mang tính kiến tạo ở Liban nói riêng và Trung Đông nói chung. Vào tháng 6 năm 1982, Israel tấn công Liban với mục tiêu đè bẹp tổ chức giải phóng Palestine PLO. Ngoài ra, họ hy vọng sẽ thành lập một chính phủ do người theo đạo Thiên Chúa lãnh đạo ở Beirut và đẩy các lực lượng của Syria ra khỏi đất nước này. Israel đã thất bại ở cả ba mục tiêu. Đúng là các nhóm vũ trang Palestine ở Liban đã phải rời khỏi đất nước theo một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian, khiến họ phải lưu vong ở Tunisia, Yemen và những nơi khác. Tuy nhiên, mục tiêu dập tắt nguyện vọng dân tộc của Palestine cùng với PLO đã thất bại. 5 năm sau, cuộc nổi dậy Intifada đầu tiên của Palestine đã nổ ra ở Gaza và lan sang bờ Tây. Hiện nay, người Palestine vẫn kiên định với lập trường của mình trong việc phản đối sự chiếm đóng của Israel. Hezbollah tiếp tục chiến đấu với Israel cho đến khi giao tranh rơi vào bế tắc trong cuộc chiến năm 2006 và kể từ những năm sau đó, lực lượng này chỉ ngày càng mạnh lên với sự giúp đỡ đáng kể của Iran. Hiện nay, Hezbollah đã bị tê liệt và hỗn loạn. Rõ ràng là đã bị tình báo Israel xâm nhập, nhưng vẫn còn quá sớm để nói về sự sụp đổ của họ. Ngoài Liban và Israel, còn có ví dụ về chiến dịch của Mỹ tại Iraq năm 2003, cho thấy bài học về cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo không kiềm chế. Khi quân đội Iraq sụp đổ và quân đội Mỹ đến Baghdad, chính quyền Tổng thống George Bush đã nuôi dưỡng những ảo tưởng rằng sự sụp đổ của chính quyền Saddam Hussein sẽ dẫn đến sự lật đổ các chế độ ở Tehran và Damascus. Đồng thời thổi bùng sự nở rộ của các nền dân chủ tự do trên khắp Trung Đông. Tuy nhiên thay vào đó, việc Mỹ chiếm đóng Iraq đã trở thành một cuộc giao tranh giữa các giáo phái, trong đó Washington phải trả giá đắt bằng máu và tiền bạc. Khi khói bốc lên từ các vùng ngoại ô ở phía nam bị tàn phá của Beirut, người ta chợt nhớ lại lời của cựu ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice trong cuộc chiến bang năm 2006 rằng tất cả cảnh tàn phá mà chúng ta chứng kiến khi đó là cơn đau của một Trung Đông mới. Tuy nhiên, câu chuyện của Li đã cho thấy cần cẩn thận với những lời hứa hẹn về một bình minh mới, sự ra đời của một Trung Đông mới hay một sự cân bằng quyền lực mới trong khu vực. Li Bang là một mô hình thu nhỏ của tất cả những điều có thể đi sai hướng. Đây là vùng đất của những hậu quả không mong muốn. Theo tờ The Guardian, khi xuất hiện thông tin, ông Nabil Khayok, một nhân vật quan trọng khác trong lực lượng Hezbollah ở Liban, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích ở Beirut thì dường như Israel đã gần hoàn thành nhiệm vụ loại bỏ các tầng lớp chỉ huy quân sự cấp cao Hezbollah. Vụ sát hại ông Hassan Nasrallah, Tổng thư ký Hezbollah, vừa qua chỉ là một vụ nổi bật nhất và gây chấn động nhất trong nỗ lực chưa từng có kéo dài nhiều tháng qua của Israel. Như nhiều thủ lĩnh cấp cao khác của Hezbollah, ông Khaok gia nhập tổ chức này khi còn là một thiếu niên trong những năm đầu tiên tổ chức này mới hình thành và tiếp tục đảm nhận một loạt vị trí chỉ huy quân sự. Gần đây ông đã bắt đầu đảm nhận các vai trò chính trị nhiều hơn và là một người thường xuyên đến Iran. Những thủ lĩnh cấp cao Hezbollah khác thiệt mạng trong những ngày gần đây, bao gồm ông Ibrahim Akin, một thành viên sáng lập thứ hai của cánh quân sự Hezbollah. Ở độ tuổi ngoài 60, ông Akin đảm nhiệm vai trò chỉ huy lâm thời các lữ đoàn đặc nhiệm Radwan. Ông Fuad Shuk, người đã thiệt mạng vào tháng 7, từng tham gia vào các vụ đánh bom cản tử quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của Mỹ, Pháp và Israel vào năm 1983 do một liên minh các nhóm Hồi giáo CIA là tiền thân của Hezbollah hiện nay. Ông này tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển khả năng quân sự của Hezbollah, đảm nhận vai trò tham mưu trưởng của Hezbollah và là một cố vấn quân sự cấp cao cho thủ lĩnh Nasrallah. Một nạn nhân khác trong chiến dịch của Israel là ông Ali Karaki, người chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự dọc theo biên giới tranh chấp với Israel. Ông Karaki cũng là người đã thực hiện nhiều vai trò quốc tế bí mật các nhà phân tích cho biết, ông Karaki đang được chuẩn bị để đảm nhận một vai trò lãnh đạo cấp cao trong Hezbollah. Ông này đã thiệt mạng cùng với thủ lĩnh Nasrallah trong cuộc tấn công lớn của lực lượng phòng vệ Israel vào Beirut. Một thủ lĩnh cấp cao khác cũng thiệt mạng trong vụ này là ông Ibrahim Jazini, người chịu trách nhiệm an ninh nội bộ trong Hezbollah. Ông Jazini vốn là người được cố thủ lĩnh Nasrallah tin tưởng. Những người này thiệt mạng đã khiến Hezbollah rơi vào tình trạng hỗn loạn hoàn toàn thiếu vắng các thủ lĩnh có năng lực, có kinh nghiệm quân sự và quốc tế sâu sắc. Ông Naveed Ahmed, một nhà phân tích an ninh độc lập ở vùng Vịnh và là chuyên gia về Hezbollah nhận định, Hezbollah đang đối mặt với thực tế tồi tệ hơn bất kỳ kịch bản tồi tệ nhất nào mà họ có thể đã dự tính. Trong khi đó, kênh truyền hình Al Arabiya của Ả Rập Xê Út dẫn lời các nguồn tin cho hay, Hội đồng Shura, cơ quan ra quyết định tối cao của Hezbollah, đã bổ nhiệm ông Hashem Safieddin làm tổng thư ký mới của Hezbollah. Chiến dịch ám sát của Israel cho đến nay đã nhắm vào các chỉ huy quân sự của Hezbollah, trong khi các nhân vật chính trị cấp cao vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng khi mà ông Safi Eddin ngồi trong hội đồng thánh chiến của Hezbollah, ông này có thể sớm bị nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, thông báo gần đây trên kênh Telegram, Hezbollah đã phủ nhận việc ông Hassan Safi Eddin được chọn làm thủ lĩnh mới. Với thông báo mới nhất này của Hezbollah, rất khó dự đoán ai sẽ là người trở thành thủ lĩnh tối cao của Hezbollah. Mohammad Marani, giáo sư tại Đại học Tehran, đánh giá Beirut được coi là điểm yếu nhất của Hezbollah vì đây cũng là nơi có các đại sứ quán phương Tây và những người có liên hệ với các cơ quan tình báo phương Tây. Tuy nhiên, theo ông, nhìn chung, Israel không có khả năng đánh bại Hezbollah về mặt quân sự. Các nhà phân tích cho rằng Hezbollah hiện phải đối mặt với những lựa chọn chiến lược trong bối cảnh thiếu lãnh đạo tạm thời thay vì phải chịu đòn giáng mạnh và sự tồn tại của mình. Ông Yazid Shagik, thành viên cấp cao tại chương trình Trung Đông của Kennedy, cho dự báo Hezbollah sẽ không biến mất. Ông nói thêm rằng họ sẽ kiên nhẫn chiến lược ngay cả khi Iran không vào cuộc để bảo vệ họ ngay bây giờ. Truyền thông Mỹ đưa tin Israel đã cử lực lượng biệt kích bí mật thâm nhập sâu vào Liban để thực hiện các nhiệm vụ tình báo nhạy cảm. Theo báo New York Times, kể từ khi cuộc xung đột Liban lần thứ hai kết thúc vào năm 2006, Israel đã bắt tay vào việc xây dựng một bộ máy tình báo đáng gờm, thâm nhập sâu vào tổ chức vũ trang Hồi giáo Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở nước láng giềng. Các quan chức tiết lộ với báo Mỹ rằng, sự sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ táo bạo của đội ngũ điệp viên và biệt kích Israel đã giúp nước này tạo nên sự khác biệt so với các cơ quan tình báo của những quốc gia khác. Cũng theo các nguồn thạo tin, việc đơn vị tình báo 8200 của lực lượng phòng vệ Israel IDF hướng trọng tâm vào Hezbollah có thể đã giúp IDF thu thập được những thông tin giá trị và chuyển chúng cho Mỹ, dẫn đến cuộc không kích hạ sát tướng Qasem Soleimani, chỉ huy đơn vị tinh nhuệ Quds của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại Iraq vào tháng 1 năm 2020. Cũng trong diễn biến liên quan, quân đội Israel vừa qua tuyên bố họ đã tấn công hàng chục mục tiêu của Hezbollah trên lãnh thổ Liban trong vài giờ, bao gồm các tòa nhà nơi cất giữ vũ khí và các công trình quân sự. Theo số liệu của Bộ Y tế Liban, chiến dịch không kích của Israel vào nước này trong tuần qua đã khiến hơn 700 người thiệt mạng. Còn theo cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, hơn 200.000 người đã phải di rời bên trong Liban và hơn 50.000 người di tản sang nước láng giềng Syria. Chiến dịch không kích của Israel, đặc biệt là vụ sát hại thủ lĩnh Hezbollah, đánh dấu sự căng thẳng mạnh mẽ nhất trong gần một năm xung đột xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah, gây nguy cơ đẩy toàn bộ khu vực vào một cuộc xung đột lớn hơn. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Galibaf tuyên bố trục kháng chiến sẽ tiếp tục đối đầu với Israel với sự trợ giúp của Tehran. Trục kháng chiến là một liên minh được xây dựng trong nhiều thập kỷ với sự hỗ trợ của Iran, bao gồm nhóm Hamas của Palestine, Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen và một số nhóm vũ trang Hồi giáo tại Iraq và Syria. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo các cuộc tấn công của Israel vào Liban đe dọa sẽ đẩy Trung Đông vào tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng hơn. Trong một tuyên bố, Bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh các cuộc tấn công của Israel và Liban đánh dấu một giai đoạn xung đột mới, có nguy cơ đẩy toàn bộ khu vực vào cảnh hỗn loạn. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để ngăn chặn xung đột mở rộng trong khu vực. Quân đội Israel trong tuần qua liên tục tập kích Liban, khiến hơn 700 người chết, để trả đũa Hezbollah bắn hàng trăm rocket vào những mục tiêu ở miền Bắc Israel và phóng tên lửa đạn đạo vào Tel Aviv. Loạt động thái làm dấy lên lo ngại, xảy ra giao tranh toàn diện giữa Hezbollah và Israel. Nhưng cho đến nay, quân đội Liban, LAF chưa có động thái nào đáng chú ý. Ông Khalil Helou, giáo sư địa chính trị Đại học Saint Joseph, thủ đô Beirut, Liban cho biết, LAF tuân theo mệnh lệnh từ chính phủ, nhưng cấp này đã có sự bất đồng suốt thời gian dài. Quốc hội Li gồm đại diện từ các cộng đồng tôn giáo có quan điểm khác nhau. Sự bất đồng khiến họ vẫn chưa thể chọn được người kế nhiệm Tổng thống Michel Aoun đã kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 10 năm 2022, ảnh hưởng đến việc ra quyết sách của chính phủ. Ông Hello bổ sung, quân đội được tự quyết, bất kể Tổng tư lệnh giờ là ai, họ phải tự ra quyết định mà họ cảm thấy phù hợp. Thực tế, các lữ đoàn LAF được điều động đến miền Nam với nhiệm vụ tham gia phái đoàn gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, UNIFIN, tại khu vực không phải lực lượng chiến đấu. Họ không sở hữu năng lực phòng không để bắn hạ được tên lửa Israel. Hezbollah về danh nghĩa là lực lượng chính trị hợp hiến, hợp pháp của cộng đồng người Hồi giáo dòng CIA ở Liban. Họ hoạt động tách biệt khỏi cơ cấu quân đội Liban và được coi là lực lượng ủy nhiệm của Iran để chống Israel. Israel và Hezbollah thường xuyên tổ chức các cuộc tấn công xuyên biên giới kể từ khi xung đột tại giải Gaza bùng phát vào tháng 10 năm 2023. Hezbollah tấn công Israel để thể hiện sự ủng hộ với Hamas và Tel Aviv đã liên tục đáp trả. Israel từng tập kích vào tiền đồn ở Anabi, Ogheira, miền Nam Liban vào tháng 12 năm ngoái, hậu quả khiến 4 binh sĩ LAF thương vong, nhưng quân đội Liban không có bất cứ đáp trả mà chỉ mô tả đây là sự cố. Còn phía Israel sau đó bày tỏ sự đáng tiếc và mở cuộc điều tra sự việc, nói rằng họ không chủ đích thực hiện vụ tấn công nhằm vào LAF. Các nhà phân tích nhận định điều này cho thấy LAF không trực tiếp tham gia xung đột, phần nào đảm bảo an toàn cho khoảng 4.000 binh sĩ ở nơi đây. Dù xung đột Hezbollah Israel leo thang gần đây, nhưng LAF vẫn tiếp tục đứng ngoài cuộc cũng bởi họ tuân thủ nghị quyết 1701 của Liên Hợp Quốc. Nghị quyết 1701 giúp chấm dứt xung đột Israel Hezbollah năm 2006. Khi đó Hezbollah đột kích xuyên biên giới, khiến ba binh sĩ Israel thiệt mạng và bắt cóc hai con tin. Israel ngay sau đó mở chiến dịch đáp trả mạnh mẽ vào miền nam Liban. Giao tranh giữa đôi bên kết thúc sau 33 ngày và đã khiến khoảng 1.200 người ở Liban và 160 người Israel thiệt mạng. Nghị quyết này thiết lập nên UNIFIL kêu gọi chính phủ Liban và UNIFIL cùng triển khai lực lượng ở miền nam Liban, giải giáp các nhóm vũ trang tại khu vực. Hezbollah cũng phải rút khỏi miền nam Liban và cho tới nay lực lượng này chưa thực hiện cam kết. Sở dĩ LAF không thể hiện quan điểm ủng hộ Hezbollah còn do có thể khiến các bên hỗ trợ tài chính ở phương Tây, Ả Rập Xê Út và vùng Vịnh mất lòng. Mỹ từ năm 2006 đã cung cấp hơn 5,5 tỷ đô la Mỹ viện trợ nước ngoài cho Liban, trong đó hơn 3 tỷ đô la Mỹ để tăng cường sức mạnh cho LAF đối phó sự ảnh hưởng của Hezbollah. Nếu như Israel mở chiến dịch lớn vào Liban sẽ khiến LAF rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan hoặc đối đầu với Israel hoặc giải giáp Hezbollah bằng vũ lực. Lưu ý rằng với cả hai trường hợp trên, đều phải thực hiện theo cách tuân thủ nghị quyết 1701 của Liên hợp quốc. Quân đội Mỹ vừa cho biết đã loại bỏ 37 phiến quân Hồi giáo trong hai cuộc không kích tháng này ở Syria. Trong số những người thiệt mạng có nhiều thủ lĩnh cấp cao của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS và một nhánh của tổ chức Ankara mang tên Huras Andin có trụ sở tại Syria. Trong một tuyên bố, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom cho hay các cuộc không kích diễn ra vào các ngày 16 tháng 9 và 24 tháng 9, đồng thời lưu ý rằng không có dân thường nào bị thương. Hồi cuối tháng 8, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom thông báo, binh sĩ Mỹ và lực lượng an ninh Iraq cũng đã mở chiến dịch đột kích ở miền Tây Iraq, nhắm vào các chỉ huy phiến quân nhà nước hồi giáo IS tự xưng. Thời điểm đó, theo Sencom, lực lượng liên quân đã loại bỏ 15 thành viên IS trang bị vũ khí, lựu đạn, đại bom. Một quan chức quốc phòng Mỹ nói, năm binh sĩ nước này bị thương khi giao tranh và hai lính bị thương do ngã, không có dân thường nào thương vong trong chiến dịch. Sencom cho biết thêm, IS vẫn là mối đe dọa với khu vực đồng minh và quê nhà của chúng tôi. Sencom cùng Iraq cũng như các đối tác trong liên minh quốc tế sẽ tiếp tục truy lùng những phần tử khủng bố này. Mỹ triển khai lực lượng tới Syria dưới thời cựu tổng thống Barack Obama với lý do chống IS. Mỹ rút phần lớn lực lượng khỏi Syria sau khi nhóm này bị đánh bại nhưng vẫn duy trì một số căn cứ quân sự và tiếp tục phối hợp với các nhóm vũ trang đối lập với chính phủ Syria để chống tàn dư IS. Bất chấp không còn kiểm soát khu vực nào, các tay súng IS vẫn tiếp tục hoạt động tại Syria, nhiều lần tấn công và gây thương vong cho quân chính phủ hoặc lực lượng người quốc, đồng minh của Mỹ tại nước này. Syria và Nga cáo buộc Mỹ triển khai bất hợp pháp quân đội tại quốc gia Trung Đông, còn lầu năm góc tuyên bố binh sĩ Mỹ chỉ rời đi khi IS hoàn toàn bị xóa sổ và các lực lượng đồng minh với họ ở Syria được bảo vệ. Quân đội Mỹ có khoảng 900 binh sĩ ở Syria tham gia liên minh quốc tế chống IS thành lập từ năm 2014 để giúp chống lại nhóm vũ trang đã kiểm soát vùng đất rộng lớn của Iraq và Syria. Các lực lượng liên minh chống IS đã nhiều lần bị tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa ở cả Iraq và Syria trong bối cảnh bạo lực gia tăng trong khu vực liên quan đến xung đột ở Gaza. Các lực lượng Mỹ đã thực hiện nhiều cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các nhóm chiến binh ở cả hai quốc gia này. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt, cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào yếu điểm của đối phương. Bên cạnh đó, viện trợ và những vấn đề liên quan đến xung đột giữa hai nước cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Igor Klimenko thông báo, ngày 28 tháng 9, lực lượng Nga đã tiến hành hai cuộc không kích vào một bệnh viện ở thành phố biên giới Sumy của Ukraine, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Đăng trên kênh Telegram, ông Klimenko nêu rõ, ở Sumy, Nga đã hai lần tấn công một cơ sở y tế cho đến nay đã có 6 người thiệt mạng, bao gồm một cảnh sát. Theo ông Klimenko, cuộc không kích đầu tiên đã gây thương vong và làm hư hại một số tầng của bệnh viện và sau đó bệnh nhân và nhân viên bắt đầu được sơ tán. Ông Klimenko cho biết thêm, trong quá trình sơ tán bệnh nhân, đối phương đã tấn công một lần nữa, đồng thời thông báo một cảnh sát khác đã bị thương. Chính quyền khu vực Sumi cho hay, cả hai cuộc không kích đều có sự tham gia của máy bay không người lái tấn công Sahet. Cuộc không kích thứ hai đã tấn công vào một khu dân cư Trước đó, Ukraine cũng cáo buộc Nga tiến hành không kích lớn vào nhiều địa điểm ở khắp nước này gây tổn thất nặng nề. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Moscow cố tình nhắm mục tiêu vào một bệnh viện nhi ở nước này. Ông cho rằng không thể có chuyện Nga không biết tên lửa của mình bay đi đâu và phải chịu trách nhiệm đầy đủ. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định không liên quan đến vụ tấn công bệnh viện nhi Omadid. Quân đội Nga xác nhận đã bắn một loạt tên lửa tầm xa vào ngày 8 tháng 7 nhưng khẳng định mục tiêu là các nhà máy và sân bay quân sự ở Ukraine. Đài Russia Today RT dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 7 nói tuyên bố của các quan chức Ukraine rằng Nga cố tình tấn công các mục tiêu dân sự ở Kiev là hoàn toàn sai sự thật. Tuyên bố cũng cho biết nhiều hình ảnh và video từ Kiev chứng minh rằng thiệt hại gây ra bởi một tên lửa phòng không của Ukraine phóng từ một bệ phóng đặt trong thành phố. Nga được cho là đã sử dụng tên lửa Kinza phóng từ trên không trong cuộc tấn công. Các quan chức cấp cao của Ukraine tuyên bố rằng loại vũ khí này rất dễ bị hệ thống tên lửa Patriot đánh chặn. Trước đó, Đại tá Sergei Yari Omenko, chỉ huy lữ đoàn phòng không số 69 của Ukraine cho biết, kể từ tháng 5 năm 2023, chưa có một tên lửa Kinza nào xuyên thủng được lá chắn do Mỹ sản xuất. Nga cũng từng nhận định rằng Kiev đã phóng đại tỷ lệ đánh chặn của mình. Theo các quan chức quân sự Nga, phía Ukraine tuyên bố đã bắn hạ nhiều tên lửa Kinza hơn số lượng Nga thực sự triển khai. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình Người phát ngôn của lực lượng hải quân Ukraine Ông Dmitry Pelitenchuk cho biết Nga đang sử dụng tất cả các hệ thống phòng không sẵn có Trong đó có S-500, S-400, S-300 và Panzer S-1 Để bảo vệ cầu Crimea Ông Pelitenchuk nhấn mạnh Nga đã triển khai hệ thống phòng không Với số lượng nhiều nhất có thể ở Crimea Đối với họ, Crimea không chỉ mang ý nghĩa chiến lược Mà còn mang tính biểu tượng Đây là một địa điểm quan trọng với Nga Căn cứ Hải quân ở Crimea vẫn là căn cứ chính của hạm đội Biển Đen. Theo ông Pletenchak, ngoài tăng cường hệ thống phòng không, Nga cũng tiến hành xây dựng công trình xung quanh cầu Crimea. Đây có thể vừa là công trình kỹ thuật, vừa là công trình bảo vệ. Quan chức này nói, mục đích chính xác của việc xây dựng này đến nay vẫn là điều bí ẩn. Mới đây, kênh Telegram Crimean Win đưa tin, các cấu trúc bằng kim loại đã được Nga đưa vào vị trí xung quanh cầu Crimea bằng xà lan và cần cẩu nổi trong tháng qua. Một bức ảnh được đăng kèm với bài viết cho thấy một xà lan đang kéo vật thể giống như hàng rào bằng kim loại tới gần cầu Krum. Theo Kiev Independent, đây có thể là công cụ được Nga sử dụng để bẫy các thiết bị không người lái dưới nước của Ukraine. Trước đó, theo Defense Express, Nga đang xây dựng tháp kim loại để đặt hệ thống phòng không nhằm tăng cường bảo vệ Krum. Những hình ảnh mới về khu vực xung quanh cầu Kerch nối bán đảo Krum với đất liền Nga cho thấy có ít nhất hai tháp kim loại có đặt hệ thống phòng không trên đó. Tháp kim loại được dựng ở cả hai bên cầu. Theo quan sát, chiều cao của chúng là khoảng 30 đến 35 mét so với mực nước biển. Trên đỉnh tháp, Nga đặt bệ phóng của hệ thống phòng không Panzer S-1M. Hệ thống phòng không này có thể được triển khai trên khung gầm bánh xích và bánh lốp hoặc được lắp đặt cố định, tạo ra một mái vòm bảo vệ mục tiêu với bán kính 20 km. Hình ảnh công trường xây dựng cho thấy có vẻ phía Nga sẽ tiếp tục dựng các tháp tương tự dọc cầu Kerch. Ngoài ra, hình ảnh mới nhất cho thấy Nga cũng đang lắp đặt chứa ngại vật bằng kim loại trên biển để bảo vệ cây cầu chiến lược trước các cuộc tấn công bằng tàu không người lái. ở diễn biến liên quan, lực lượng không quân Ukraine mới đây tuyên bố quân đội nước này đã bắn hạ hai tên lửa không đối đất Kh-59, 69 và 69 máy bay không người lái tấn công Saet của Nga trong nỗ lực tấn công lãnh thổ Ukraine. Ngoài 69 máy bay không người lái bị bắn hạ, một máy bay không người lái bay về phía Nga và ba chiếc đã biến mất khỏi radar trong lãnh thổ Ukraine. Tổng cộng Nga đã phóng 77 vũ khí trên không, trong đó hai tên lửa đạn đạo Iskander-M được phóng từ bán đảo Crimea. Để đối phó với việc Nga liên tục không kích mục tiêu trên lãnh thổ, gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết, Ukraine đã có kế hoạch sử dụng vũ khí tầm xa được viện trợ bên ngoài lãnh thổ vào năm tới, mặc dù phương Tây vẫn chưa bật đèn xanh cho điều này. Ông Umerov nói trong một cuộc phỏng vấn với trang web tin tức Levi Berek của Ukraine rằng, Tất cả các hoạt động mà chúng tôi đã lên kế hoạch cho năm 2025 cần phải được thực hiện, Tất cả những gì chúng tôi cần bây giờ là sự hỗ trợ từ các đối tác. Kể từ khi xung đột với Nga nổ ra, Ukraine luôn chịu hạn chế sử dụng vũ khí do các đối tác phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương do lo ngại gia tăng căng thẳng giữa các bên. Binh sĩ của Trung đoàn số 19 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine đã sử dụng chiếc xe tăng T-62M mà họ thu giữ được trong hoạt động tác chiến. Dựa trên hình ảnh được đơn vị đăng tải, có thể thấy rằng chu vi tháp pháo ngoại trừ phần phía trước nơi đặt các khối composite bổ sung đã được gia cố bằng các mô đun giáp phản ứng nổ. Ngoài ra còn được bao phủ bởi một chiếc lồng thép lớn để chống đòn tấn công từ máy bay không người lái FPV. Chưa dừng lại đây, một cấu trúc không xác định đã xuất hiện phía trên khoang động cơ được bao phủ bởi một tấm lưới ngụy trang. Có lẽ cấu kiện này nhằm tản nhiệt của động cơ giúp cỗ chiến xa khó bị phát hiện hơn bởi khí tài trinh sát ảnh nhiệt những chiếc xe tăng T-62 chiến lợi phẩm đầu tiên được quân đội Ukraine thu giữ vào tháng 9 năm 2022. Tổng cộng có 45 chiếc với nhiều sửa đổi khác nhau đã được thống kê. Nhưng do những vấn đề nêu trên, chúng không được sử dụng rộng rãi. Hồi tháng 6, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh video lực lượng Ukraine tịch thu xe tăng Mai rùa của Nga đánh dấu lần đầu tiên Kiev làm được điều này trong cuộc xung đột. Bộ Quốc phòng Ukraine sau đó xác nhận thông tin, cho biết đây là chiến tích của Lữ đoàn 22. Tiểu đoàn 244 thuộc Lữ đoàn Phòng vệ lãnh thổ số 112 Ukraine cũng cho biết đơn vị này cũng góp công trong việc Lữ đoàn 22 tịch thu xe tăng Mai rùa Nga. Theo họ, trong lúc di chuyển gần làng Kleschevka ở miền đông Ukraine vào buổi đêm, xe tăng T-62M Nga đã phát hiện thiết giáp trở quân M113 của tiểu đoàn 224, song lại tưởng nhầm là xe đồng đội nên đi theo. Khi lái xe trên chiếc T-62M bước xuống để hỏi đường, hai quân nhân Ukraine đã lập tức bắt người này tiểu đoàn 224 không đề cập các thành viên còn lại trên xe tăng T-62M đã làm gì sau khi mất lái xe. Song cho biết họ đã bị lữ đoàn 22 bắt làm tù binh sau đó một ngày, chiếc xe tăng cũng bị tịch thu. Cũng trong diễn biến liên quan, theo Defense Express, truyền thông Ukraine đầu tháng 9 đã công bố những hình ảnh về loạt xe tăng Nga bị lữ đoàn lính dù số 80 của Ukraine thu giữ trong chiến dịch ở vùng Kursk. Cụ thể, phía Ukraine đã giành được tổng cộng 7 xe tăng từ phía đối thủ, bao gồm một xe tăng T-90M, 4 xe tăng T-80BVM và 2 xe tăng T-72. Số xe tăng này sẽ được đưa về hậu tuyến để sửa chữa và sau đó dùng để chống lại chính đối thủ. Theo đài RT, vừa qua Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko cảnh báo rằng nếu tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tấn công Belarus, đồng nghĩa thế chiến thứ ba xảy ra và Minsk sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật để đáp trả. Ông Lukashenko nói, một cuộc tấn công vào Belarus chẳng khác gì Thế chiến thứ ba. Ông Lukashenko cho rằng hai thành viên của NATO là Mỹ và Ba Lan đã tăng cường quân đội dọc biên giới Ba Lan, Belarus. Theo ông Lukashenko, nếu Belarus sử dụng vũ khí hạt nhân, phương Tây có khả năng sẽ đáp trả và nhắm vào Nga. Điều này sẽ thúc đẩy Moscow giải phóng toàn bộ kho vũ khí của mình. Ông Lukashenko cảnh báo đây sẽ là một cuộc chiến tranh thế giới. Phương Tây cũng không muốn điều này. Họ chưa sẵn sàng cho điều này, nhưng chúng tôi nói thẳng với họ rằng làn danh đỏ là biên giới quốc gia, nếu họ bước vào đó sẽ có đòn đáp trả ngay lập tức. Tổng thống Lukashenko kêu gọi giải quyết xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt và chấm dứt cuộc xung đột này trước khi bất kỳ làn danh đỏ nào bị vượt qua. Tổng thống Lukashenko từng khẳng định Belarus không muốn tham gia vào một cuộc chiến với NATO và không muốn xung đột giữa Nga và Ukraine gia tăng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Belarus sẵn sàng bảo vệ biên giới của mình. Belarus không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev, thay vào đó đã kêu gọi đàm phán. Ông Lukashenko bày tỏ sự tin tưởng rằng mối quan hệ bình thường giữa con người có thể được khôi phục theo thời gian và nhấn mạnh rằng cần tránh căng thẳng gia tăng thêm nữa. Ông Lukashenko đưa ra bình luận trên sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất sửa đổi học thuyết hạt nhân của Nga, trong đó ông Putin đề cập việc Moscow sẽ cân nhắc sử dụng phản ứng hạt nhân chiến thuật nếu có thông tin đáng tin cậy về một cuộc không kích lớn do một quốc gia thực hiện nhắm vào lãnh thổ Nga hoặc Belarus. Mặc dù Belarus không sở hữu kho vũ khí hạt nhân riêng, nhưng Tổng thống Putin năm ngoái đã ra lệnh triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga tại Belarus và nói rằng Moscow sẽ bảo vệ nếu Belarus bị tấn công. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi những nỗ lực của phương Tây nhằm đánh bại Nga là vô nghĩa. Ông Lavrov nói, Tôi sẽ không nói ở đây về sự vô nghĩa và nguy hiểm của chính ý tưởng cố gắng chiến đấu để giành chiến thắng trước một cường quốc hạt nhân, đó chính là Nga. Ông Lavrov cáo buộc phương Tây thông qua Ukraine để cố gắng đánh bại Nga về mặt chiến lược. Nhà ngoại giao Nga cũng chỉ trích công thức hòa bình của Ukraine, gọi đây là tối hậu thư. Trong số các điểm của công thức hòa bình này có yêu cầu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường chiến tranh cho Kiev. Theo ông Lavrov, Nga ủng hộ bất kỳ sáng kiến nào liên quan đến việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine, bao gồm cả sáng kiến do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, miễn là các giải pháp đó sẽ giúp loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng. Vừa qua, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko đã có bài phát biểu trước các sinh viên thuộc Đại học Tin học và Vô tuyến Điện tử Quốc gia Belarus về vấn đề xung đột Nga-Ukraine. Theo đó, ông Lukashenko cho rằng Moscow và Kiev sẽ sớm vượt qua những mâu thuẫn hiện tại sau khi xung đột kết thúc. Cụ thể, ông cho rằng Nga và Ukraine cuối cùng sẽ khôi phục lại mối quan hệ tốt đẹp, tương tự như mối quan hệ giữa đất nước ông với Đức sau Thế chiến thứ hai. Ông nhấn mạnh Belarus từng bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, thế hệ của các bạn, thậm chí cả thế hệ của tôi đã trò chuyện bình thường với người Đức. Ký ức sẽ chữa lành các tổn thương. Đài RT dẫn lời ông Lukashenko lưu ý. Minsk vẫn duy trì liên lạc với Kiev dù là đồng minh thân cận của Moscow. Người đứng đầu chính phủ Belarus cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không muốn nghe về hòa bình chỉ vì Mỹ đang đẩy ông ấy đến xung đột. Ông Lukashenko nhận định Washington là bên duy nhất hưởng lợi từ cuộc xung đột và đang làm như vậy bằng cách gây tổn hại đến Ukraine và thậm chí là cả các đồng minh Mỹ ở châu Âu. Ông tin Mỹ đang tận dụng cơ hội để phát triển các ngành công nghiệp quốc phòng của mình bằng cách đổ tiền vào sản xuất vũ khí, phục vụ viện trợ quân sự cho Kyiv. Theo tổng thống Belarus, châu Âu cũng đang có thế mạnh hơn nếu hợp tác với Nga thay vì chỉ đơn giản ngả theo Mỹ. Ông lạc quan rằng sự kết hợp giữa công nghệ châu Âu và nguồn tài nguyên của Nga có thể thúc đẩy sự phát triển của châu lục này thay vì thực trạng như hiện nay, ví dụ như một số công ty Đức đã bị tước mất nguồn năng lượng giá rẻ từ xứ sở Bạch Dương và đang phải đóng cửa. Phát biểu của ông Lukashenko diễn ra chỉ ít lâu sau khi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hungary, ông Peter Szijjarto, tuyên bố vẫn có nhiều nước châu Âu đang làm ăn ngầm với Nga bất chấp các lệnh trừng phạt lớn của phương Tây. Cụ thể, tại một sự kiện diễn ra trong tháng này tại thành phố Budapest, ông Szijjarto khẳng định tôi muốn làm những người theo chủ nghĩa lý tưởng thất vọng vì thực tế là các bên ở châu Âu đều đang làm như vậy. Sự khác biệt giữa chúng tôi và những nước khác nói chung là chúng tôi luôn trung thực và cởi mở về vấn đề này. Toàn bộ châu Âu đều làm ăn với người Nga, nhưng một số nước vẫn phủ nhận. Chúng tôi không cần điều đó. Ngoại trưởng Serdija To nói thêm rằng Hungary không đồng ý với các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga và các nước không cùng quan điểm, nhưng vì đây là chính sách của EU nên Budapest tôn trọng. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại